phật tử ví như tỳ kheo đắc được tâm tự tại hoặc dùng một thân làm nhiều thân hoặc dùng nhiều thân làm một thân chẳng phải một thân chẳng còn mà nhiều thân sinh chẳng phải nhiều thân chẳng còn mà một thân sinh đại bồ tát trụ tam muội này cũng lại như thế một thân nhập định nhiều thân khởi nhiều thân nhập định một thân khởi Phật tử ví như đại địa, chỉ có một vị mà sinh ra cây cỏ đủ thứ vị khác nhau, tuy đất không khác nhau mà vị có sự khác nhau đặc thù. Đại Bồ Tát trụ Tam Muội này cũng là như thế, không có sự phân biệt mà có một thứ nhập định nhiều thứ khởi, nhiều thứ nhập định một thứ khởi. Phật tử, Đại Bồ Tát trụ Tam Muội này đắc được mười pháp khen ngợi của sự khen ngợi những gì là mười đó là vì vào chân như nên gọi là như lai vì giác tất cả pháp nên gọi là phật vì được tất cả thế gian khen ngợi nên gọi là pháp sư vì biết tất cả pháp nên gọi là nhất thiết trí vì là chỗ nương tựa của tất cả thế gian nên gọi là chỗ nương tựa vì thấu đạt tất cả pháp phương tiện nên gọi là đạo sư vì dẫn dắt tất cả chúng sinh vào đạo tát bà nhạ nên gọi là đại đạo sư vì làm đèn của tất cả thế gian nên gọi là quang minh vì tâm trí viên mãn nghĩa lợi thành tựu những gì cần làm đã làm xong trụ trí huệ vô ngại phân biệt biết rõ tất cả các pháp nên gọi là thập lực vì tự tại thông đạt tất cả pháp luân nên gọi là bậc thấy tất cả đó là mười phật tử đại bồ tát trụ tam muội này lại được mười thứ quang minh chiếu sáng những gì là mười đó là được quang minh của tất cả chư phật vì bình đẳng với chư phật được quang minh tất cả thế giới vì nghiêm tịnh khắp được quang minh của tất cả chúng sinh vì đều đến điều phục được vô lượng vô ý quang minh vì pháp giới làm đạo tràng diễn nói được quang minh không khác biệt vì biết tất cả pháp không có các thứ tánh được quang minh phương tiện vì nơi tất cả pháp lìa dục tế mà chứng nhập được quang minh chân thật vì nơi tất cả pháp lìa dục tế tâm bình đẳng được quang minh khắp tất cả thế gian thần thông biến hóa vì được phật gia trì luôn không ngừng nghỉ được quang minh khéo tư duy vì đến được bờ tự tại của tất cả chư phật được quang minh tất cả pháp chân thật vì trong một lỗ lông khéo nói tất cả đó là mười phật tử đại bồ tát trụ tam muội này lại được mười thứ vô sở tác những gì là mười đó là thân nghiệp vô sở tác lời nghiệp vô sở tác ý nghiệp vô sở tác thần thông vô sở tác rõ pháp không tánh vô sở tác biết nghiệp chẳng hư hoại vô sở tác trí vô sai biệt vô sở tác trí không sinh khởi vô sở tác biết pháp không diệt vô sở tác tùy thuận nơi văn chẳng hoại nơi nghĩa vô sở tác đó là mười